À, mẹ về, con chào mẹ. Ừ, chào con. Mình về à? Hôm nay anh về, anh thấy trong tủ chả có đồ ăn gì cả, thế là anh cũng chưa thử cơm. Thế sao không thể đi chợ một bữa? Bố còn bận xem bóng đá mà. Thế hôm nay anh đi họp phụ huynh cho cô giáo bảo thế nào? Cô bảo là con khỏe, ngoan, nói chung là mọi thứ bình thường. À, mình ơi, đằng nào thì mình cũng chưa nấu nướng gì cả. Hay là tối nay cả nhà mình ra nhà hàng ăn một bữa đi. Một bữa thôi. Sao ơi? Sao con toàn hại bố thôi? Đâu, chị Sang nói thật mà. À, bố ơi, nói thật cũng là hại bố à? Ông Sang ngồi vào đây. Toàn hỏi khó. Xem đá bóng đi. Bố nó cũng có lý. Hả? Ơi, hôm nay có đúng là anh đi họp lớp cho thằng So không? Không anh thì ai? Thế tại sao trong cái ảnh họp phụ huynh mà cô giáo gửi vào nhóm lại không có cái bản mặt của anh mà lại có mặt của mẹ tôi? Thì hôm nay anh có cuộc họp, anh không đi được. Họp, lúc nào anh cũng viện cớ họp để anh đổ hết cả lên đầu mẹ tôi. Thôi, em đừng nóng. Anh lười biếng, anh ham chơi, anh ba phải, anh như thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng mà đây là chuyện của con anh. Anh cũng phải sắn cái tay lên mà làm chứ. Nó là con của anh để ra mà. Hay là anh nghĩ tôi ra ngoài đường tôi dẫm chân vào vũng nước xong tôi để ra nó? Lắm anh đã nói là hôm nay anh có cuộc họp gấp mà, cuộc họp rất quan trọng, anh không thể đi được. Ôi dồi ôi, sao nhân viên quèn mà họp lắm thế hả anh? Thế tại sao từ trước đến giờ bao nhiêu là hợp đồng lớn không bao giờ đến được tay anh? Em coi thường chồng em nó vừa thôi. Thế thì hãy làm cái gì đấy để tôi đừng coi thường anh đi. Em quá đáng lắm rồi đấy nhá. Bố mẹ ơi, sao? Chị Thương. Sang, đưa em vào phòng, hai chị em ngồi vẽ với nhau nhé. Vâng ạ. Nhưng mà bố mẹ đừng cãi nhau nhá. Nói bao nhiêu lần rồi, trước mặt con cái thì đừng có lớn tiếng. Nào, lẩu ba lẩu bầu. Quan tâm đến con quá đấy nhở. Nếu mà thật sự quan tâm đến con như thế thì vác cái thân mà đi họp cho nó, đừng có nhờ mẹ tôi. Thì anh đã nói với em rồi, anh có cuộc họp gấp, anh không thể đi được. Mẹ thì rảnh ở nhà, anh nhờ mẹ đi hộ thì có làm sao đâu, em phải cằn nhằn như thế hả? Em tưởng mình em biết cáu đấy à? Tôi cáu đấy. Tôi cằn nhằn, tôi khó chịu, tôi sưng xỉa lên đấy, tôi làm sao hả Đức? Thế anh nghĩ là vì ai mà tôi trở thành con người như thế này? Chuyện chả có cái gì mà cứ hết cả lên. Tôi bịa ra để tôi cáu đấy. Em cứ như thế bảo sao mẹ, anh không thể ưa nổi em được. Mẹ em chưa bao giờ ưa tôi từ cái ngày đầu tiên. Tại vì tôi có bầu trước khi tôi cưới đấy. Nên là bà có tôi không ra một cái gì cả. Nhưng mà bà ấy quên một cái điều là cái thằng mà phối hợp với cái sự không ra gì của tôi chính là thằng con trai của bà ấy đấy. Ăn nói cho cẩn thận vào nhá. Đấy là mẹ của anh, là mẹ chồng của em đấy. Em cứ như thế bảo sao không ai ưa nổi em. Ôi tôi khó ưa. Tôi lắm điều, tôi nhiều chuyện như thế thì làm sao ở Đức? Chị mồm nói nhá. Ôi thì làm sao? Cái thái độ này là như thế nào ở Đức? Anh hối hận đúng không? Anh hối hận vì đã lấy tôi đúng không? Cái con cằn nhằn khó chịu khó ưa này đúng không? Được, nếu mà hối hận như thế đi vào trong kia cầm ngay cái tờ giấy, viết luôn cái đơn ly dị để trên bàn tôi ký ngay lập tức cho anh. Đi vào kia lấy này ở đây. Đây không phải chuyện tùy tiện mà nói ra được đâu nhá. Này Đức, trong cuộc đời này tôi chỉ mới làm đúng một chuyện tùy tiện. Đấy là tôi đã lấy anh đấy. Xin lỗi. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa nhá. Cái đời không gọi là cãi nhau con ạ. Thì đấy người ta bảo là tranh luận một tí thôi. À mẹ, mẹ xem này. Đây là bức tranh gia đình mình đang cầm tay nhau đi chơi công viên. Vui ơi là vui. Mẹ sẽ mua kem cho em So, còn bố sẽ dạy con tập đi xe đạp. Hạnh phúc mẹ nhở? Đẹp quá. Bố mẹ còn đưa con đi công viên nữa không? Chắc
chắc chắn là mẹ sẽ đưa con đi công viên, bố cũng sẽ đưa con đi công viên. Vâng ạ. Nhớ mẹ nhiều múc kem cho Sò nhá. Mẹ sẽ múc kem cho Sò, múc thật là nhiều kem. Nếu mà hai đứa ngoan thì cuối tuần mẹ đưa hai đứa sang nhà bà ngoại chơi nhá. Khóc ạ? Cái này không phải là mẹ khóc, cái này là bụi rơi vào mắt của mẹ. Thế để Sò thổi giúp mẹ nhá. Ừ, con thổi giúp mẹ đi. Mẹ đỡ chưa ạ? Mẹ đỡ rồi, cảm ơn con. Con như mẹ biết chân đời luôn. Con cũng yêu mẹ. Mẹ đừng buồn nhá. Mẹ yêu sao, mẹ yêu Sò.